Bà con đang có số lượng lớn vào dừa thể loại, muốn tận dụng để đem đi băm nhỏ và thu lại thành phẩm mùn dừa chất lượng, có thể ủ làm phân bón giá thể hay đệm lót sinh học. Bà con đang muốn tìm kiếm các dòng máy băm sơ dừa phù hợp với nhu cầu và mức chi phí của mình. Vậy thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ video này. Đây sẽ là clip báo giá 5 dòng máy băm sơ dừa cho ra thành phẩm mùn dừa phù hợp với từng nhu cầu năng suất của quý vị bà con. Vậy quý vị bà con sẽ phù hợp với dòng sản phẩm nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Và dòng sản phẩm máy băm sơ dừa một pha đầu tiên mà Nga muốn giới thiệu tới quý vị bà con đó chính là chiếc máy băm rơm sơ dừa một pha, là dòng sản phẩm vô cùng đặc biệt với tính năng chính đó chính là băm nhỏ đa dạng các loại vỏ dừa tươi khô với năng suất có thể dao động trong khoảng từ 150 đến 300 cân một giờ. Ngoài ra, đúng với tên gọi dòng sản phẩm này, ngoài chức năng chính là băm vỏ dừa ra, máy còn có thể băm nhỏ các loại phụ phẩm như là rơm khô, bã mía, cho ra thành phẩm mảnh nhỏ để làm thức ăn cho vật nuôi hoặc là ủ làm phân bón, cũng với năng suất dao động trong khoảng từ 100 đến 150 cân một giờ. Và thông số kỹ thuật của dòng sản phẩm này thì đang được Ngọc Nga thể hiện ở phía trên màn hình. Quý vị bà con có thể tham khảo ạ. Để cho quý vị bà con có cái nhìn rõ ràng hơn về dòng sản phẩm này, ngay sau đây sẽ là quá trình vận hành của dòng máy. Quý vị bà con hãy cùng đón xem nhé. Bông băm được thiết kế dạng hình trụ rỗng, chiều cao vừa tầm với người sử dụng, giúp cấp liệu thuận tiện, đảm bảo nguyên liệu dễ dàng rơi xuống phía dưới, không bị bắn ngược ra ngoài, cũng như giúp người vận hành dễ dàng quan sát được phía bên trong buồng băm. Buồng làm việc được thiết kế với hai lưỡi dao vô cùng sắc bén, gắn liền với trục, giúp máy băm nghiền nguyên liệu một cách dễ dàng và nhanh chóng. Và hiện tại để có thể sở hữu ngay cho mình dòng sản phẩm máy băm rơm sơ dừa một pha này, mức chi phí đầu tư quý vị bà con cần bỏ ra là 7.700.000 đồng. Quý vị bà con có thể tham khảo ạ. Và dòng sản phẩm máy băm sơ dừa một pha tiếp theo mà Nga muốn giới thiệu tới quý vị đó chính là chiếc máy băm sơ dừa B250 phiên bản cải tiến kỹ thuật mới nhất, được thiết kế cải tiến với hai bánh đà đối xứng hai bên trục, giúp năng suất của máy băm cao hơn rất nhiều lần so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường hiện nay. Với dòng sản phẩm này thì bà con có thể băm nhỏ đa dạng các loại vỏ dừa tươi khô với năng suất dao động trong khoảng từ 200 đến 400 cân một giờ. Với thông số kỹ thuật thì đang được Ngọc Nga thể hiện ở phía trên màn hình, quý vị bà con có thể tham khảo ạ. Và để cho quý vị bà con có cái nhìn rõ ràng hơn về dòng sản phẩm này thì ngay bây giờ sẽ là toàn cảnh quá trình hoạt động của máy. Quý vị bà con hãy cùng với Ngọc Nga đón xem nhé. Máy băm sơ dừa B250 ở phiên bản cải tiến 2024 được thiết kế với hai hệ thống bánh đà đối xứng hai bên buồng băm của máy thông qua một trục quay, nhờ đó sẽ giúp nâng cao hiệu quả băm nghiền, đem lại hiệu quả năng suất băm cực kỳ ấn tượng. Buồng băm của máy được thiết kế với hệ thống 4 lưỡi dao băm sắc bén, xếp theo dạng xéo cực kỳ đặc biệt, cùng hai con dao được gắn cố định giúp tối ưu khả năng băm, tăng tốc độ đẩy sản phẩm ra và giúp máy nhẹ tải hơn. Và hiện tại, để có thể sở hữu ngay cho mình dòng sản phẩm máy băm sơ dừa B250 phiên bản cải tiến kỹ thuật mới nhất, mức chi phí đầu tư quý vị bà con cần phải bỏ ra đó chính là 13.750.000 đồng. Quý vị bà con có thể tham khảo ạ. Và dòng sản phẩm máy băm sơ dừa một pha cuối cùng mà Ngọc Nga muốn giới thiệu tới quý vị trong video ngày hôm nay đó chính là chiếc máy băm sơ dừa B300 với cấu tạo đặc biệt, tính năng thông minh cho phép có thể băm nhỏ đa dạng các loại vỏ dừa tươi khô, thậm chí đang trong giai đoạn bị mụn, cho ra thành phẩm mùn dừa với đa dạng kích cỡ khác nhau. Năng suất của máy dao động trong khoảng từ 150 đến 300 cân một giờ. Và thông số kỹ thuật của dòng sản phẩm này thì đang được Ngọc Nga thể hiện ở phía trên màn hình. Quý vị bà con có thể tham khảo ạ. Và để cho quý vị bà con có cái nhìn rõ ràng hơn về dòng sản phẩm máy băm sơ dừa B300 này, ngay bây giờ sẽ là quá trình vận hành dòng sản phẩm. Quý vị bà con hãy cùng với Ngọc Nga đón xem nhé. Máy vận hành bằng việc động cơ chuyển động cho trục gắn dao thông qua bộ truyền đai. Năng lượng quay được tích trữ trên bánh đà sẽ giúp máy vận hành mạnh mẽ hơn. Nguyên liệu được đưa vào sẽ được băm phá bởi 3 con dao gần ngay cửa nạp và băm nhỏ ra bởi 6 con dao băm, cho tới khi đạt kích thước nhỏ hơn mặt sàng thì tự động rơi ra ngoài nhờ cửa thoát liệu. Và hiện tại, để có thể sở hữu ngay cho mình dòng sản phẩm máy băm sơ dừa B300 hiện đại này, mức chi phí đầu tư quý vị bà con cần phải bỏ ra đó chính là 15.750.000 đồng. Xin mời bà con tham khảo ạ. Và tiếp theo chúng ta hãy cùng tìm hiểu về các dòng sản phẩm máy băm sơ dừa 3 pha nhé. Sản phẩm đầu tiên đó chính là chiếc máy băm sơ dừa B350, cũng với khả năng có thể băm nhỏ đa dạng các loại vỏ dừa tươi khô, thậm chí đang trong giai đoạn bị mủn, cho ra thành phẩm mùn dừa với đa dạng kích cỡ theo nhu cầu của quý vị bà con. Và cho ra năng suất 1 giờ sẽ đạt được khoảng tầm từ 300 đến 500 cân. Và thông số kỹ thuật của dòng sản phẩm này thì đang được Ngọc Nga cập nhật ở phía trên màn hình. Quý vị bà con có thể tham khảo ạ. Để cho bà con có cái nhìn rõ ràng hơn về dòng sản phẩm này thì ngay bây giờ sẽ là quá trình hoạt động của máy. Chúng ta hãy cùng đón xem nhé. Thiết kế độc đáo dạng thẳng đứng tối ưu, hướng dốc xuống dưới, tan nằm nối thẳng trực tiếp xuống bồng băm, thuận tiện khi cấp liệu, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đồng thời giảm thiểu nguyên liệu bị ứ động trong buồng xay nghiền. Hệ thống 6 lưỡi dao băm sắc bén được lắp son le nhau trên 2 trục quay cực kỳ đặc biệt, cùng 4 con dao được gắn cố định, giúp tối ưu khả năng băm, tăng tốc độ đẩy sản phẩm ra và giúp máy nhạy tài hơn. Hiện tại, để có thể sở hữu ngay cho mình dòng sản phẩm máy băm sơ dừa B350, mức chi phí quý vị bà con cần phải bỏ ra đó chính là 27.500.000 đồng. Xin mời quý vị bà con hãy cùng tham khảo về dòng sản phẩm này ạ. Và dòng sản phẩm máy băm sơ dừa 3 pha tiếp theo mà Ngọc Nga muốn giới thiệu tới quý vị bà con là chiếc máy băm sơ dừa B450 đến từ thương hiệu Bình Minh, là dòng máy băm sơ dừa cho ra thành phẩm mù dừa năng suất cao nhất hiện có tại công ty Bình Minh, với năng suất có thể đạt tới hơn nửa tấn một giờ tùy nguyên liệu mà quý vị sử dụng cũng như là mặt sàng quý vị lắp đặt trong máy. Và thông số kỹ thuật của dòng sản phẩm này thì đang được Ngọc Nga cập nhật ở phía trên màn hình. Quý vị bà con có thể tham khảo ạ. Và để cho quý vị bà con có cái nhìn rõ ràng hơn về dòng sản phẩm này, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng xem toàn thể máy hoạt động sẽ ra sao nhé. Cũng với thiết kế dạng thẳng đứng tối ưu, toan nằm nối thẳng trực tiếp vào buồng băm to, rộng, thuận tiện khi cấp liệu với số lượng lớn, đảm bảo an toàn cho người dùng, đồng thời giảm thiểu nguyên liệu bị ứ động trong buồng băm. Máy cũng bao gồm 6 lưỡi dao băm sắc bén được lắp xò le nhau trên 2 trục quay cực kỳ đặc biệt, cùng 4 con dao được gắn cố định, giúp tối ưu khả năng băm, tăng tốc độ đẩy sản phẩm ra và giúp máy nhẹ tải hơn. Và hiện tại, để có thể sở hữu ngay cho mình dòng sản phẩm máy băm sơ dừa B450, mức chi phí đầu tư quý vị bà con cần phải bỏ ra là 55 triệu. Quý vị bà con có thể tham khảo ạ. Dạ vâng thưa quý vị, và vừa rồi thì quý vị đã cùng với Ngọc Nga cùng nhau đi tìm hiểu giá bán các dòng sản phẩm máy băm sơ dừa 1 pha hay các dòng sản phẩm máy băm sơ dừa 3 pha cho ra thành phẩm mùn dừa tùy nhu cầu sử dụng cũng như là năng suất của quý vị bà con. Tùy từng dòng sản phẩm với mức chi phí đầu tư sẽ thích hợp với nhu cầu của quý vị bà con, từ đó bà con có thể đưa ra dòng sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của mình. Và đó là những gì ngày hôm nay Ngọc Nga muốn giới thiệu cũng như chia sẻ tới quý vị bà con, với hy vọng sẽ giúp quý vị bà con có thể đưa ra sự lựa chọn nhất phù hợp với nhu cầu của mình. Và trong video ngày hôm nay, nếu còn điều gì mà Ngọc Nga chưa thể giải đáp cho quý vị bà con thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua số điện thoại hotline đang được hiển thị ở phía trên màn hình, hoặc là để lại bình luận ở phía dưới video clip này. Ngọc Nga sẽ nhanh chóng giải đáp cho quý vị. Rất cảm ơn quý vị bà con đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi video ngày hôm nay. Ngọc Nga xin chúc tất cả quý vị bà con kinh doanh thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.